Dạ. Mời, mời em ngồi chú. Dạ. Bây giờ thì em đã dùng ấm no chưa? Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống, chuyện bờ bắc ơi trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh cả phá những nơi hoang vu có u ám mà mị làm trở lại khu vực hoàn cảnh em bờ bắc heo. Bữa thì thất hứa với cô em Mai, em 25 tuổi, chết vì bị bọn ham gái nó ăn nhậu xỉn rồi hít dâm nó giết phi tán luôn. Hôm nay cũng như lời hứa em sẽ trở lại và giúp em nó về một ngôi chùa tu làm cho người để mà chuyển kiếp thành người nhân bảo bắc ha, và đồng thời cũng hứa với em nó sẽ cúng cơm cho nó. Bây giờ Lâm sẽ mời em nó ra nha. Chú pháp sư ạ. Ôi chào người đẹp. Dạ. Chào em gái Mai phải không? Dạ em nhắn phải ạ. Rồi hôm bữa anh đã cứ không có đem gì à, pháp sư không có đem gì ăn hết trơn. Hôm nay thì quay trở lại một đột ra, thứ nhất là cũng cơm cho em được ấm no, hai nữa thì cũng biết rõ câu chuyện của em rồi, giúp em về một ngôi chùa tu lành tu hiền. Cũng mấy ngày rồi anh bận quá không có ghé lại thăm em được, thì bây giờ hôm nay anh giúp em có đem cơm, đem bánh nước đầy đủ cho em. Thì em có đôi lời gì muốn nói, có nhắn nhủ với người đời, với những cái bọn thanh niên đó mà còn sống, mà có nhắn nhủ gì với bọn đó không? Dạ theo như bây giờ em cũng đã mất tâm cũng năm cũng cả năm năm rồi thôi. Bây giờ em sẽ nghe lời pháp sư, em sẽ buông bỏ hết những băn khoăn trước đây. Chú thấy ba năm rồi chúng đã cùng hiếp xong với ý kia em đó. Với quan sát em tới xong, em lúc đó em cũng đi tìm, em cũng đi tìm mấy năm nay. Chú tìm là em chủ yếu là em tin là trả thù từng người, nhưng mà em tìm mãi mà em không thấy bọn nó ạ. Cho nên... Dạ? Thôi em buông bỏ đi chứ còn nữa đâu. Như là bữa anh nói em buông bỏ hết đi. Về có một chùa mình tu lành tu hiền chứ... không lẽ em thù hận rồi đâu có tu được đâu, đúng không? Dạ rất vậy á. Cho nên là em cứ nghe lời pháp sư anh đi, mình về ngôi chùa mình tu cho tốt để mà sớm mình chuyển kiếp đồ ra thành người. Chứ em tìm nó em trả thù nó nữa, bọn nó chết thì bọn nó lại thành ma và nó trả thù cho em nữa. Với lại em làm như vậy thì cái nghiệp của em nặng lắm, không có chuyển kiếp thành người được. Em không? Dạ. Bây giờ thì anh sẽ em nuôi ra ngoài đi, anh cúng cơm cho ăn cho ấm no đi, xong đó anh đưa thẳng em về cái ngôi chùa Dòng Linh tu lành tu hiền nha. Như vậy nha em ha. Dạ trước khi em đi thì em cũng nhận nhiều như tất cả mọi thứ, nhất là phụ nữ còn sống trên dương gian mà nên cảm thông là đi làm những công việc gì và nên cảm thông là đường xa đến khuya. Một khi mà ai gặp người ta đã nhau thì cũng như đó mình phải né mình tránh đi. Trộm hỏi là người ta có vụ cho người đây thì dự kiểm của nó dễ nổi lên lắm. Mà bao dự kiểm nó nổi lên nhau đó là thường khi sẽ có ám bản xảy ra đó. Là đêm giả thôi. Em đã nói thì anh cũng biết rồi. Thì thôi đi ở lui ra ngoài nên dùng cơm nha. Chứ không đói sao mà tới ngồi nói hoài luôn hả? Đi dạ. Nha. Dạ. Rồi ông bà bác ơi, Lâm sẽ tìm một cái vị trí nào đó, mình sẽ đặt cái nghi thức, chắc là đặt cái vị trí này luôn. Mình sẽ lấy đồ nghi thức ra, mình đặt cúng cho em nói nha ông bà bác ha, như vậy nha.
thì mình đặt cái vị trí này nha bà bác ha. Chỗ này ít gió không ta? Chỗ nào ít gió mình làm cho nó đi không bà bác ơi. Chỗ này đi. Cơm nè. Chạy ra. Rồi chắc là gió quá rồi. Không có rút gió được nha. Ủa làm không có đốt đường đầy, ủa đốt án được không? Không cơm như cái cây em nói thôi. Gió quá đốt nhà không được thì khỏi đốt luôn cũng được rồi mà. Bọc này là bọc bắt mưa. Nhưng mà sợ trời mưa. Tiện quá thì mình để trong đây luôn. Cục thịt tương mắm này luôn. Đây có muỗng rồi, mình gom cái này lại đi. Chị hãy xịt tương lên là được rồi. Đó. Cơm với bánh là được rồi bà bác. Ủa trái cây cắt cái dĩa vô. Đơn giản nó hiệu quả là được không bà bác. Đây. Do thì quẹt đục nhà. Không có trái cây mà đó cái cạnh này gió quá chịu thôi. Có cái gì cắm rồi đi làm coi có cái gì cắm được không ấy đại trước đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô các hương linh dung hồn ở nơi đây, đặc biệt là cái dòng em gái mới thời mái ơi hãy dùng bên trái anh giúp về chùa tu lành tu hiền nha. À cái này cắm được nè ông bà bác ơi. Này cắm được. Rồi, có trà với cơm được rồi em ha. Bây giờ anh sẽ lui ra cho cái dòng em này lại dùng nha.
nói chuyện luôn nha, kể câu chuyện luôn. Rồi đi đây. Vậy cảm ơn pháp sư đã cũng cho tôi tôi dùng hàm yêu tôi ở đây tôi trong đời pháp sư cũng nhiều lại rồi cho nên cũng có điều đó yêu khác ở yên tâm đại pháp sư cũng như cũng biết tôi ăn đồ ăn nó quá. Mong quá hôm giờ thì dù gọi gặp pháp sư cho đến hôm nay cũng đã mấy hôm rồi. Pháp tôi có pháp sư cũng có phố là vì nào đánh pháp sư thì lại giúp giúp cho hắn hôm nay pháp sư với tiêu trong đề khóa rồi á thì tiêu thì giúp cho hắn chúng một bữa cơm cháy tính xong thì thế này thì hắn chắc phải chú ý. Mà quá lâu lắm rồi hắn chưa được ăn. Cho nên hôm nay trong bữa cơm thì đi ở cơm ông. Hả quá. Kể từ lúc mà đi cùng hết thì đi ý kia tới giờ mới được ăn một bữa nó đây như thế này á. Năm mươi quán hóa ra cả là bài ác cùng hiếp xong với ý chết thành luôn á. Ý kia thử quan sát cho xong luôn á. Sau đó hắn cũng có ý định đi trả thù. Nếu mà được pháp sư khuyên á thì hắn đã buông bỏ thù hẳn rồi. Cho nên trong xong bữa cơm này thì hắn sẽ theo hắn sẽ đi giáo chúa tu lần tu phiền để ngăn kiếm kịp dẫu thấy. Cảm ơn pháp sư đã đại cho hắn một bữa cơm trải mòn như thế này em. Lúc mà bọn chúng đi ra thành quan sát cho xong đó thì hắn cũng có ý định trả thù. Nếu mà tìm mãi không có gặp bọn họ đã bỏ xíu đi mà hả đại ạ. Bọn họ đã bỏ xíu đi mà hả đại. Cho nên hắn đi tìm. Hắn đi tìm đã mấy năm liên tục mà không có gặp bọn họ. Hắn nghe thông tin vì sao là bọn họ khi ghi chép hành là bọn họ sẽ bị bắt. Cho nên bọn họ đã mỗi thứ bỏ sự một nơi đã đi hết rồi ạ. Cho nên hắn tìm mấy không nghe. Hắn tìm mấy không nghe cho đến một hôm bữa nọ hắn đã gặp chưa tình cờ gặp được pháp sư đó. Ở pháp sư cũng có phim dữ hắn. Cho nên đi giờ gửi tới với hắn là hắn cũng buông bỏ hết thẳng thủ ấy. Cho nên đi giờ hắn dùng sắp một bữa cơm này nữa là hắn sẽ nghe lễ pháp sư vì yêu chúa tu lãnh tu hiền đằng nhắn đâu thay trình xin tới một phòng hiệu mây. Chỉ là bây giờ hắn có ở mãi thì mình cũng không đi dâu thay siêu thao được khổ lắm. Yeah. 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 Hắn dùng xong bữa cơm thì đi hắn đi rồi nhưng mà trước lúc đi hắn chẳng dấu lý gì tất cả ra kia em phụ nữ ra á. Làm bất cứ công việc gì đi dìm khuya về đi đêm về khuya ra đến tăng thân. Đến tăng thân mình thấy bố hát về xa mình nghe được rồi chỉ đừng có đẩy hiểu hắn. Bởi vì hắn là chết thương tâm đó là cưỡng hiếp hắn xong rồi là bố cổ đã chết luôn nha. Để chết rồi cô tao là thầy dưới xong luôn đó. Thương tâm lắm ạ. Cho nên họ, cho nên hàm nhân yêu ý chị em phụ nữ ra nên làm công việc chị đi đêm về khuya nên cảm thận. Cảm thận là trên hết. Chị nếu không cảm thận là gặp mấy bọn xấu nên nhậu thì dễ ra. Là nguy hiểm lắm.
Chỉ mà bọn chúng có vũ khí mình chúng mưu đều rất là nguy hiểm cho các chị em phụ nữ chúng ta. À, chị cũng đã quan sát cảnh châu trong thì hầm lạnh lẽo lắm. Cho nên chị mà thanh lúc kiếm hổ mùi cũng đã gọi lạnh nha. Thầy đi chép nó quan sát xuống sau mà. Cho nên đi gây hồn của hắn chắc là đầm đẻo nha. Chắc là đánh. Chết chết mà bị quan sát xuống sau mà là đánh đẻo lên miếng. Lạnh lẽo lắm, không có cái gì lạnh lẽo bằng chép cho xong hết trơn đó. Thì chép cho xong là nó lạnh lắm. Nó đã thấy á, đã thấy rồi thì nó không phát. Vì chứ có một cái không phát, nếu mà thật sự là rất là lạnh nha. Rất là lạnh. Cho nên chép cho xong là rất khổ sở nha. Chết mà bị quan sát xuống sông rồi là rất khổ sở lạnh lắm. Hành đang khi nhiều vốn khi nhiều là tại vì hành bị đổi lâu lắm vậy nha. Hành đang khi vốn nhiều một chút là tại vì hành đổi lắm rồi mấy năm nay hành đổi lắm cho nên được ăn một bữa như thế này là hành. Hành đang khi nhiều tí nha. Phim trái ngon quá, thơm quá. Chết thôi, có một dòng hồn thôi, một dòng hồn vậy. Sự ta cũng làm thân bậy ra, dành cho kêu làm ăn cũng không được nói nha. Hay gì ra, làm thân bậy nọ. Rất là nhiều dòng hồn đi trên mạng. Từ nên hỏi dành cho kêu làm. Hỏi dành cho kêu làm nha. Ai mà yêu yêu là không thể nào ăn được là bị đau đó. Cho nên bữa gặp thăm bị hắn đã quan gì được kêu đâu cho nên bây giờ hắn cũng sợ đó. Nếu sợ thăm gặp thăm bị là dông hôn đồ lên nhiều lắm. Cho nên là hỏi dành cho chị giao họ ăn nhiều lắm. Ai mà yêu yêu là đi đâu nhỉ? Dành tâm hoài là mình đi đâu ấy. Và bây giờ hành đã dùng xong rồi, bây giờ hành đã tả pháp xuất hiện. Dạ. Mời, mời em ngồi xuống. Dạ. Bây giờ thì em đã dùng ấm no chưa? Dạ. Em đã dùng phần bữa nằm nổ rồi ạ. Em đi hết. Không còn suy nghĩ gì ha. Dạ. Để mau chuyển kiếp thành người nha. Dạ. Rồi bây giờ thì chắp tay niệm sáu chữ niệm Phật. À, Pháp sư anh đưa đi cho nha. Chúc em về đỡ tu lành được thì chuyển kiếp thành người nha. Dạ. Em xin cảm ơn ạ. Em mua gì đã Phật. Không vào bác ơi, nhanh gọn lẹ, gọn, không lòng.